trong số các dòng máy chiếu đã qua sử dụng trên thị trường thì dòng Panasonic là một trong những cái thương hiệu được người sử dụng, người chuộng và tìm mua nhiều. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái mẫu máy mà cường độ sáng cao lên 4000 AC lumen của Panasonic là dòng VX400. Như các bạn đã biết thì bây giờ để có thể sở hữu được một cái máy chiếu Panasonic mới với cường độ sáng 4000 AC lumen thì chúng ta phải đầu tư một cái số tiền khoảng trên dưới 20 triệu đồng. Tuy nhiên thì đối với một cái máy xài lướt như cái con này, cái số giờ đã chạy chỉ khoảng tầm hơn 300 giờ mà giá thành nó chỉ tầm cỡ khoảng bằng 50% hoặc là chỉ bằng 2/3 so với máy mới thì chúng ta rất đáng để chúng ta mua để sử dụng. Dòng VX400 này nó ưu điểm hơn các cái dòng máy mới ra sau này. Tuy nó là máy cũ thôi nhưng mà nó có ưu điểm hơn, đó là nó cái độ bền nó tốt hơn. Độ bền tốt hơn vì các cái tấm LCD của nó rất ít khi lỗi. Và cái việc mà chúng ta vệ sinh bảo trì máy nó cũng rất là dễ dàng nữa. Bóng đèn dòng này bền và dễ dàng thay thế. Đó là một trong những ưu điểm. Cổng HDMI và các cái cổng kết nối nó khá là nhiều. Chúng ta có thể kết nối được rất nhiều các thiết bị cùng lúc, ví dụ như là đầu HD, đầu cạc cộng, rồi máy tính, laptop. Các cái cổng kết nối âm thanh cũng đầy đủ, không thiếu cổng ăn chơi nào hết. Ngoài ra nó còn thêm một cái cổng điều khiển qua mạng LAN nữa. Một cái điểm nổi bật thực tế luôn của cái dòng này, đó là khi mà chúng ta chiếu như các cái màn chiếu lớn mà cái khu vực ánh sáng nhiều á, cái màn chiếu có thể chiếu lên chiều ngang từ 3 đến 4 mét thì chúng ta vẫn được cảm nhận được cái chất lượng ảnh khá là rõ đẹp. Ở đây tôi chiếu trong cái môi trường ban ngày với ánh sáng khá nhiều mà các bạn thấy được là nó chiếu lên cái hình ảnh này tuyệt vời luôn. Hiện tại chiều ngang của cái hình ảnh chiếu ra đang tầm khoảng gần 4 mét đó các bạn, mà chúng ta cảm nhận được cái chất lượng hình ảnh gần như nó không giảm luôn, rất là sáng đẹp. Nếu mà trường hợp này mà chúng ta chiếu buổi tối thì hình ảnh nó còn rõ đẹp hơn rất là nhiều các bạn ạ. Đây các bạn thấy nha, ánh sáng xung quanh phòng khá nhiều luôn và cái màn chiếu khá lớn. Khoảng cách hiện tại từ cái máy đến cái màn của tôi nó rơi vào tầm cỡ khoảng 5 mét đó các bạn. Mà hình ảnh các bạn cảm nhận được nó rất là đẹp luôn. Menu máy thì cái dòng này nó có hỗ trợ tiếng Việt và cái menu nó cũng rất dễ dàng là chúng ta chỉnh sửa các cái thông số kỹ thuật. Hiện tại thì tôi đang để chế độ hình ảnh chiếu ở chế độ bình thường là chế độ Dynamic này. Rồi các bạn có thể kiểm tra được cái số giờ đã sử dụng trên máy bằng cách là chúng ta vào cái mục thông tin này. Chúng ta sẽ thấy được cái số mục giờ là thời gian chạy đèn nguồn là 264 giờ đó. Đó, cái số giờ xài bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ngay ở đây nha các bạn. Đó, vì vậy thì có thể kết luận được cái dòng này, nếu mà các bạn mua hàng lớn mà mua được những con như vậy mà giá rẻ dưới 10 triệu đồng thì rất đáng mua các bạn. Rất đẹp luôn. Cái ống kính của nó khác với các cái dòng máy chiếu khác trên thị trường, đó là cái ống kính của nó có khả năng linh hoạt rất là tốt, có thể khả năng chỉnh được zoom lớn nhỏ rất là hay. Với khoảng cách tầm cỡ khoảng 4 mét thì chúng ta có thể chiếu được ra màn cỡ khoảng 3 mét rồi đó, tương đương với 150 inch. Và một cái ưu điểm khác đó là cái ống kính của nó này, cái nắp trước của nó là bằng thủy tinh chứ không phải bằng nhựa, do đó thì cái khả năng mà cháy hoặc là khả năng chảy đó sẽ rất là thấp, trong khi các cái dòng máy mới ra hiện nay thì chủ yếu các nắp trước lại là bằng nhựa, rất là dễ cháy và rất dễ chảy. Dòng VX400 và VX41 nó bền hơn ở rất nhiều các cái yếu tố, ví dụ như cái nắp kính trước là bằng thủy tinh này, LCD của nó rất ít lỗi và đặc biệt là cái bóng đèn của nó cũng dễ thay nữa, bóng đèn nó khá là bền. Đó, đây là cái hình ảnh cái máy thực tế luôn các bạn. Các bạn có thể tham khảo cái thông số kỹ thuật chi tiết của cái dòng này ở trên trang web máy chiếu cũ.com. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về cái dòng máy chiếu độ sáng cao Panasonic, đó là VX400. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.